Xin chào quý vị và các bạn. Tên tôi là Lilian. Tôi đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh và đã sống ở Việt Nam được 7 năm rồi. Năm nay tôi 29 tuổi và đang công tác ở một cái tổ chức phi chính phủ gọi là Vòng tay Thái Bình. Thông qua cái công việc cũ của Lilian, Lilian đã được đi thăm những trường đại học của các tỉnh Việt Nam như là Thanh Hóa, Nha Trang, Khánh Hòa, Đà Lạt, An Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, nói chung là nhiều nơi. Hiện nay sở thích của tôi là đánh guitar, với lại tôi cũng đang đi học thạc sĩ quản trị kinh doanh. Cái công việc của Lilian vừa rồi, Lilian đã được đi nhiều nơi, miền Bắc, miền Trung, miền Nam, thì Lilian đã được thử những món ăn đặc biệt của các cái vùng đó. Lilian nghĩ là các cái món ăn miền Trung nó là ngon nhất, tại vì Lilian rất là thích ăn cay. Lilian có nghe bạn bè nói với nhau rằng Phú Yên được hiểu là vùng đất phú trời yên, và quả thật là như vậy. Dậy từ rất sớm để đến Hòa Đa thưởng thức món bánh hỏi lòng heo, giờ Lilian đã có đủ năng lượng cho ngày hôm nay. Đầm Ô Loan nằm sát quốc lộ 1A dưới chân đèo Quán Câu, cách thành phố Tuy Hòa 22 km, với diện tích khoảng 1.200 hectare. Đứng trên đèo Quán Câu nhìn xuống, Ô Loan giống như con phượng đang xòe cánh. Có lẽ vì vậy mà người dân địa phương cũng tạo ra nhiều giai thoại để giải thích cái tên Ô Loan của đầm này. Nhưng với một người nước ngoài như Lilian thì hơi rắc rối và khó hiểu. Có lẽ phải sống lâu hơn thời gian 7 năm thì may ra Lilian có thể hiểu tường tận hơn đó nha. Theo hướng dẫn của dân địa phương, muốn đến Ô Loan có hai lựa chọn: đi đường quốc lộ hoặc đi đường phía cầu gỗ An Hải. Nhưng để tiết kiệm thời gian, Lilian chọn đi quốc lộ và ngồi thuyền để khám phá đầm. Thú vị quá! Đường từ quốc lộ vào, Lilian có thể thấy cảnh sinh hoạt của một xóm chày là như thế nào. Nắng thì nóng, gió thì cứ phần phật thổi, mang theo mùi vị của biển, của hải sản, đánh thức giác quan của bất kỳ ai khi mới đến đây. Alo chị ơi, chị đang làm gì đây? Cây hàu ơi chị. Cây hàu à? À, con hàu này là mình tự bắt từ cái chỗ đầm hay sao? Người ta nấu bắt tự nhiên á. Vâng. Ở đầm này thì cái này chị bắt, mình thu gom lại á. À, cái này chị bán sao, bán 1 ký hay bán cho ai? 1 ký lớn thì 60, cái nhỏ 50. Đồng cái bán mấy bảo quán chéo đâu ạ. Cái này, cái con hàu này thì bao lâu người ta mới bắt được bao nhiêu như vậy? Một ngày bắt chắc cũng khoảng 2 tệ chứ. Người ta bắt từ đông sáng hay sao? Sáng sớm mà đi sáng đâu? Sáng sớm mà đi đâu? 6 giờ là người ta đi. Không thể tin được, con hàu mà Lilian từng biết là như thế này à. Con hàu mà Lilian biết chỉ là những con trắng tinh màu sữa đã được làm sạch trong bao bì ở các siêu thị. Đây là công đoạn tách hàu. Từ những con hàu với lớp vỏ xấu xí, sần sùi, người ta đập bể vỏ nó ra và tách lấy phần thịt tươi ngon bên trong. Tiếng dao, tiếng búa nện đều đều tạo nên âm thanh đặc trưng của cả xóm chày. Một giai điệu mà Lilian không thể quên. Đây là con hàu. Bây giờ Lilian hiểu được cái quy trình làm con hàu. Người ta bắt ở trên kia, sau đó người ta đem về đây, người ta đập cho nó mở ra, người ta lấy vỏ và sau đó người ta lấy con hàu này nè. Và người ta có thể ăn sống, người ta có thể nướng hoặc là nấu cháo, nói chung là nhiều thứ. Và nhìn con hàu này biết nó tươi, nó ngon, chắc nó ngon. Chuyến đi thú vị bắt đầu, thuyền bắt đầu nổ máy đưa Lilian đi tham quan một vòng trong đầm. Cái nắng ở Phú Yên trong khoảng thời gian này quả thật rất khó chịu, nhưng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, Lilian như quên hẳn nó mà chỉ biết thơ thẩn với cảnh đẹp của một vùng đầm phá hữu tình, quan sát cách người dân sinh sống nhờ những nguồn lợi tự nhiên ở đây. Tiếng thuyền máy cứ đều đều rẽ sóng lướt.
Theo tìm hiểu, Lilian được biết đầm Ô Loan nổi tiếng bởi sò huyết và con hầu. Nhưng để đánh bắt những con này chẳng dễ tí nào. Không biết họ đang bắt con gì? Bây giờ Lilian đang ở trong đầm Ô Loan. Ở đây có nước lợ, nó rất là tốt để người ta có thể bắt các loại hải sản như là sò, hào. Ở đây có người đang bắt con sò. Nghe nói là người ta đi từ sáng đến chiều và cái nước này nó rất là lặng. Bắt từ sáng giờ hả? Từ sáng thì cô bắt được mấy ký rồi? Mẹ xem con biết, đâu mai giờ cái nhiêu đây mẹ? Vâng. Mai cái nhiêu đây à? Cô ở dưới nước có lạnh không? Lạnh chưa? Lạnh chưa? Vì suốt ngày tiếp xúc với nước, với nắng, với gió thế này nên cách phục trang của các chị trùm kín từ đầu đến chân là điều dễ hiểu. Mỗi nghề đều có những khó khăn của nó. Mong sao cuộc sống của họ sẽ tốt hơn bằng sự chịu thương chịu khó từ lao động chân chính của mình. Cả một vùng đầm phá mênh mông, Lilian khó mà đoán biết được nơi nào nước sâu, nước cạn. Nhưng với dân địa phương thì chuyện đó dễ như trở lòng bàn tay. Họ mách nước cho Lilian biết. Chỗ nào người ta bắt sò là nước cạn, chỗ nào bắt hầu là nước phải sâu, vì hầu là con sống bám trên các vách đá, phải lặn sâu xuống mới bắt được nó. Có gì anh? Con hầu. Con hầu. Coi á. Bắt được mấy con rồi? Mấy con à? Anh bắt từ mấy giờ? Từ sáng giờ? Mới ra đây. Mới ra mà bắt dữ gì? Mấy bữa đựng đầy luôn à. Vậy hả? Còn mấy con đây ít rồi. Bắt như thế nào anh? Lặn xuống coi như lấy tay mơ vò lùi chứ. Hồi nãy Lilian đã thấy các anh chị bắt con hào với lại con sò. Thì bây giờ Lilian muốn thử trải nghiệm. Không biết có được hay không? Nhờ chú thả thuyền ở một chỗ không sâu lắm để cùng Lilian bắt đầu lớp học bắt sò huyết. Là dân đi biển lâu năm, chú chỉ cần nhìn là biết đầm chỗ nào cạn, chỗ nào sâu liền. Nhưng thú thật, nếu cho Lilian sống ở đây, Lilian sẽ bị chết đói ngay lập tức vì tìm hoài mà không bắt được con sò nào hết. Sao mà bắt được con nào mà con sống? Rè hai tay vậy này. Hai tay hả? Sò huyết nằm vùi mình trong đám bùn cát dưới chân Lilian, phải kiên nhẫn mới được. Bắt sò huyết, tay bơi trên mặt nước để nếu là nước sâu, hụt chân còn nổi lên được. Chân thì phải rất là nhạy bén, tinh tường để cảm nhận Lilian đang dùng chân dò dẫm. Nhưng sao không cảm nhận được con sò huyết mà chỉ toàn là vỏ con gì không thôi. Đấy, có phải không? Không, mẹ chết rồi. À đúng rồi. Đúng rồi đó. Ôi thiệt hả? Được một con. Thử đi xa hơn xem sao. Hy vọng Lilian sẽ có một ngày thu hoạch thành công. Trải nghiệm thế này, Lilian mới cảm nhận được hết cái lạnh của các chị lúc nãy, nỗi vất vả buồn vui của một ngày bắt sò, bắt hầu là như thế nào. Thế mới biết, cuộc sống của những người ngư dân vùng đầm Ô Loan quanh năm chỉ biết nắng, gió và biển. Khu vực cầu gỗ An Hải là nơi có nhiều quán ăn chế biến hải sản đánh bắt từ đầm để du khách thưởng thức. Khách ở đây đa số là khách địa phương từ thành phố Tuy Hòa về. Và còn chần chừ gì nữa, Lilian đói lắm rồi. Sò huyết Ô Loan nổi tiếng thịt ngọt nhờ túi huyết bên trong, nướng trên than đỏ, chấm với muối ớt xanh đậm đà hương vị Phú Yên. Ngồi đây cùng bạn bè thưởng thức hải sản trong khung cảnh gió mát lòng lòng, Lilian mới hiểu hết câu đất phú trời yên thì ra là vậy. Ngon, bà thơm, bà nông nữa đó. Mà nó là ngon, và nó là hấp dẫn. Mà tác phẩm, muốn ăn thử không? Đúng rồi, nếu mà em nhìn thì em sẽ không biết đâu. Anh tưởng là đá không ạ? Anh ơi, một ngày bắt được mấy ký ạ? Ngày bắt được có thể 1 ký, 15 ký. 15 ký ạ? Ngon rồi, tốt. Nhiều rồi.